Hàng xóm ngỡ ngàng vì gia đình nuôi cả chục con hổ giữa làng. Chỉ khi công an tới khám xét đưa hàng chục con hổ ra ngoài căn nhà 2 tầng ở huyện Yên Thành, Nghệ An, nhiều người dân mới ngỡ ngàng rằng gia đình ông Hát nuôi hổ bấy lâu nay mà không biết. Theo ghi nhận của báo chí từ hiện trường, vụ bắt giữ hàng chục con hổ được nuôi nhốt trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành đến 13 giờ chiều ngày 4 tháng 8, cơ quan công an, viện kiểm sát đã hoàn tất việc khám nghiệm đưa toàn bộ số hổ rời khỏi khu vực dân cư. 4 con hổ cuối cùng được tiêm thuốc gây mê, cho vào 4 chiếc lồng sắt rồi chuyển lên xe cẩu. Xung quanh 4 lồng sắt đều phủ bạt kín mít. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi lực lượng công an khám nghiệm suốt nhiều giờ đồng hồ. Con ngõ dẫn vào hiện trường chỉ cách đường liên xã từ huyện Yên Thành, Diễn Châu chừng 100m, rất đông cảnh sát trật tự, bồng súng đứng trực chốt bên ngoài, ngăn không cho người dân vào bên trong. Nơi phát hiện vụ nuôi nhốt hổ trái phép là ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Hát, khá bề thế, nằm lọt thỏm giữa khu dân cư xóm Nam Vực, xã Đô Thành. Nhìn từ bên ngoài, ít ai ngờ rằng bên trong căn nhà này lại nuôi nhốt hàng chục con hổ như vậy. Nhiều hàng xóm sống gần nhà gia đình ông Hát cũng tỏ ra bất ngờ khi biết được chủ căn nhà nuôi hổ, ông Hát từng qua nước Anh làm ăn, tích góp tiền rồi về xây căn nhà này. Ở gần 10 năm qua, hai đứa con của ông Hát cũng đang làm việc ở nước ngoài. Chúng tôi cũng chỉ nghĩ gia đình ông Hát không khá chứ không nghĩ họ nuôi hổ nhiều đến thế, bà V, hàng xóm nói. Cũng theo bà V, dù gia đình ông Hát ở giữa làng nhưng hiếm khi hàng xóm nghe thấy tiếng động lạ hoặc như tiếng hổ gầm. Vì vậy chỉ đến rạng sáng ngày 4 tháng 8 khi cảnh sát ập đến khám xét, bà V và mọi người đều ngỡ ngàng. Một cán bộ ở thôn Nam Vực cho hay, thường ngày ông Hát sống hòa thuận, ít có điều tiếng gì với hàng xóm láng giềng. Trong nhà ông Hát còn con cháu nhỏ nên mọi người cũng chưa hiểu gia đình này nuôi nhiều con hổ như thế nào mà không ai biết. Một nguồn tin của báo chí cho biết, trong nhà ông Hát có xây một khu vực như tầng hầm dùng để nuôi hổ. Vì vậy, khu vực này hoàn toàn cách âm với bên ngoài nên khó bị phát hiện. Năm 2012, một số cơ quan báo chí từng phản ánh tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành có tình trạng người dân nuôi hổ như nuôi heo ngay trong nhà mình. Ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn Quốc gia Bù Mát cho biết đơn vị này đang tiếp nhận chăm sóc 7 con hổ con được công an chuyển tới từ vụ buôn bán vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ Hà Tĩnh qua Nghệ An bị bắt giữ hôm ngày 1 tháng 8. Thông thường, một con hổ ngoài tự nhiên phải 3 đến 5 tuổi mới đạt trọng lượng trên 100 kg. Tuy nhiên, người dân nuôi nhốt cho ăn nhanh nên trọng lượng hổ hơn 200 kg phát triển nhanh hơn, ông Cường nói. Hiện phòng Cảnh sát Môi trường Kinh tế Công an Nghệ An đã tạm thời chuyển 17 con hổ, trong đó có nhiều con có trọng lượng trên 200 kg đến khu sinh thái Mường Thanh Diễm Lâm, huyện Diễn Châu để chăm sóc, phục vụ công tác điều tra. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.